Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc vệ sinh tiêu độc khử trùng sẽ diễn ra tại các cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm, cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung, cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật, địa điểm thu gom chợ buôn bán động vật sống và sản phẩm động vật, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi lần vận chuyển, khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh, khu vực thu gom xử lý chất thải của động vật, trạm chốt kiểm dịch động vật. Thời gian thực hiện từ ngày hôm nay 25 tháng 9 tới ngày 25 tháng 10.